là nam, sinh năm 99, tình người yêu là nam. Buồn thôi. Buồn quá. Sao không xảo đâu. Ấy muốn nhận đứa bé không, lời kia chắc là hỏi thăm mày thôi. Cứ nhắn tiếp coi thử ra sao. Ủa, nhắn cái gì thì kêu mình ở kêu thành phố của gì mình đi, là cái thành phố mà chúng mà phức tạp nhất. Mới 2 tuần hả? Dạ. Tự làm nhạc luôn. Lời. Thế rồi, mọi người tha thử cho mình nha, chứ mình cũng nghĩ là cái thử thách này sẽ gặp. Mình muốn biết cái nam, cái bạn nam này ghê luôn á, có ai tò mò giống mình không? Ai tò mò giống mình đâu. Mình sợ cái đoạn chết thì lên commission luôn. Lên commission đi cơ. Thôi, cái như cậu có commission gì hả? Có. God. Tìm cái chàng cũng là mới 2 tuần thì cũng chưa hẳn là thành em bé đâu. Chắc em nghĩ anh đó sẽ đưa ra một giải pháp. Là một sinh linh rồi. Trời ơi, tâm lý quá hả? Trời ơi, yêu luôn á, nhận tin luôn, yêu luôn á. Trời ơi, mà đẹp trai nữa là thôi. Không gì cảm giác. Không nha. Đối với một con người mà như vậy thì người ta là một người đẹp tâm hồn. Đẹp tâm hồn. Đẹp tâm hồn. Thế ta chưa lặng nghe chi nói nãy giờ. Thiệt chứ. Khảo là tâm hồn. Người ta cũng tin mình. Tổ quá à, chàng trai nghe thơ quá. Bạn đang tư vấn nè. Nghe lời tôi khuyên đi, nói thẳng với ba mẹ. Mà bình thường cũng có sinh viên làm mẹ đó, hay vậy cũng được, không sao đâu. Anh nghĩ gì nên như vậy nè, kêu là nhưng mà mình còn trẻ, còn tương lai, lại đang đứa bé, lại không có bố, lại không có ba. Em nói Hồ Chí Minh gần như có bố hết chứ, đứa bé lại không có ba. Thì cuộc sống này, chắc giật mình chết mất. Cái cách nhắn tin như vậy thì mình nghĩ là nam chứ không thể nào là nữ được. Nói chung và tin tôi đi. Nói cho ba mẹ. Chưa giờ hỏi ý của mà quên hỏi nãy giờ bạn là nam hay nữ? Nam, ban đầu chị hỏi là nam rồi. À. Ừ. Chắc mấy mình phải đa phần ba ư? Hay là chị kết thúc vậy, nói chung tin tôi đi, nói cho ba mẹ. Ba mẹ lo xíu rồi thôi, rồi còn mời lại tìm cách. Đừng có tự tử. Nhưng mà mình rất thương. Em nghĩ chị nên nói về hẳn sự thật là nãy giờ mình đang chéo, tại mình đang làm cái vlog. Cái cặp vlog. Khó kết thúc câu chuyện luôn ha.
mình rời đi một cách im lặng. Anh kêu hai tình đầu nữa chứ. Ước gì bây giờ có bạn ở bên cạnh mình. Suối là mình sẽ yêu đứa bé. Thôi bạn còn trẻ mà làm lại được đừng chết. Nghe tôi đi. Thôi chắc kết thúc ở đây. Em thủ nhân cho bạn hiểu biết không đi. Chứ thầy bạn nó tính quá à. Thương quá à. Mình xin lỗi bạn. Hãy nhầm búa. Chứ chị phải lật kèo giáo cho thích lại chị mới hay. Đấy. Chàng trai ơi, lại một lần tin ca. Khoan. Ôi vẫn còn khoan nha. Vẫn còn tiếp tục. Khoan, đừng làm bài nha. Khoan. Cho mà bài được bụng bự này. Không có sao. Đừng làm bài nha. Alo. Alo luôn kìa chị ơi. Để xem có nhắn tiếp không? Xem nếu mà nhắn thêm một cái nữa thôi mình xin lỗi, mình xin lỗi. À quá à. Đúng là một chân trai tâm lý. Rung động về bằng nám này luôn á. Thầy rung động thiệt chứ. Mình thì cũng có trong cái trường hợp, ví dụ mình trường hợp trong bạn nữ mà có liền này đi chứ. Thì em có yêu được yêu ngay lập tức. Nè bạn nói đi tôi nghe hết không sao. Nhớ tôi đúng. Bạn là người tốt. Bạn
mình đùa bạn đó. Trời ác đồ. Quả chớm. Giống chúng biết ai là bị chửi mà chưa. Chơi ghi hình chơi ác vậy. Thôi coi như là trò đùa của mình tới đây là kết thúc nha. Ơi mà chị Ca có cảm nhận gì sau khi tham gia những cái đoàn chat cùng với những người lạ như vậy? Chat với người lạ sẽ có cái lúc mà mình gặp những người rất là cục xúc, nhưng mà không ngờ là mình cũng gặp được những người tốt. Đâu đâu đó trên cuộc sống này vẫn có những người tốt. Đúng rồi, mày mình chưa kêu người ta đổ ngoại cho mình. Mình chưa kêu ta đổ ngoại cho mình, tại vì mình thấy thương mày đó. Mình không có dám làm thôi, dù gì cũng tìm được một cái gọi là lý do sống trên đời, một cái ý nghĩa sống trên đời. Trên đời này luôn có người tốt nha. Nếu như ai cảm thấy mà không tin vào cuộc sống này nữa thì hãy xem clip này để biết trên đời này còn có rất nhiều người tốt, nhiều người yêu thương, nhiều người bên cạnh mình nha. Dù họ là một người rất lạ, rất sai lạ, mình không hề biết họ là ai luôn. Đừng bi quan cuộc sống này, cuộc sống này luôn luôn có những thứ tốt đẹp nhất để chờ đón một mình đó. Cho nên là mình đừng có nghĩ tới cái chết nha. Khi mà mình mang bầu thì mình sẽ tìm một cách giải quyết tốt nhất cho bản thân, tốt nhất cho tất cả mọi người xung quanh mình, và đừng tước đi mạng sống của bản thân mình một cách dễ dàng như vậy thì rất là tội nghiệp nha. Bye bye mọi người. Nếu như mọi người yêu thích cái vlog này thì hãy like, comment và share cho mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bye bye.